Vâng, xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ thì tại mộ của năm mưa mọi người ơi. Đang mưa rỉ rả lâm râm. Không biết phía trong ướt không không nha mọi người. Thì mời mọi người vào trong với em. Như thấy mấy anh em chạy qua như là dọn những cái gì mà ướt là vô mọi người ơi. Ví dụ như là nhang, bánh, lâm găm rồi, chưa mưa lớn. Hiện tại bây giờ trời mưa mọi người ơi. Trời ơi, chùm cái đó lại luôn hả? Trời ơi, xe dù luôn rồi, chịu khó ghê luôn á. Trời ơi. Đúng rồi, mình phải vô bảo vệ mẫu cậu chứ. Đúng rồi. Mọi người ơi, vào kênh ủng hộ mấy anh em mọi người ơi. Đây là Khang giữ mẫu cậu. Hiện tại giờ trời mưa nha, mấy anh em đang dọn dẹp cho mọi người. Coi cái gì phụ dọn phụ mấy anh em ơi. Dù nè để đây ướt không vậy? Hả? Dù này gãy hả? Còn mấy cái này để lại cái gì? Hiện tại bây giờ thì cái này để lại mọi người ơi. Thôi mưa ướt. Cái này là đựng nhang. Đó. Mong là mưa nhỏ đừng mưa lớn mọi người ơi. Hiện tại thì thời tiết bây giờ nắng mưa thất thường. Khỏi đi ra ngoài liền giờ nè. Anh em cho mình hỏi là cái hoa này ai tặng vậy ta? Sáng giờ không thấy ta. Ủa khán giả tặng hả? Khán giả này vậy ta? Quá đẹp luôn, hoa này hoa hồng của mình. Không, của con cái hoa này con ấy nó phải lắm. Đúng rồi, con hù đó phải ăn lắm. Sẽ phát hiện nó đang ăn mấy cái nhành hoa bên kia. Tại chú Tiểu Vũ Mậu cô Năm đang phát trực tiếp. Còn có mấy chục giờ nó là đủ rồi. Hello anh Vin kia lắm. Hello em. Bây giờ cầm dù là cho dù gió có bay đi cũng không được buông cái dù nha. Đúng rồi. Vậy hả? Sao em nói sao khán giả làm sao? À, hồi nãy em nói là có biến là hiện tại là trời mưa đúng không? À, vậy nãy là em Khang nói là có biến nên chạy giết vào đây để quay ai ngờ là trời mưa mọi người. Quá trời rồi, thiệt chứ, đây mưa ướt là lâm râm mọi người ha. Chưa có mưa lớn nhưng mà đủ thấm ướt cỏ ướt đường. Đó. Đây là sẽ quay qua cho người xem ha. Đó, hiện tại bây giờ lâm râm đủ ướt cái điện thoại thôi. Bên kia thì mấy anh em vẫn đang thi công cẩu chuẩn bị gấp mộ. Đó, đang xe cẩu đang gấp mộ. Còn bên đây thì anh Toàn đang cắt cỏ mọi người. Cắt cỏ cho cái mỹ quan tại khu vực mộ cho nó được sạch đẹp. Đó, tại vì trong hoa viên này là một phần cỏ được chăm sóc và lau rất là kỹ lưỡng. Đó, trong mộ số 5 thì mọi người thấy dù mưa lâm râm hay là mưa lớn vẫn có mấy anh em ở đây chăm sóc mộ. Đó. Rồi giờ mưa hạn nặng hạt rồi mọi người ơi. Chút xíu nữa em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem ha. Hãy xem coi khoảng chừng 50 phút nữa coi là có tạnh hay không, hay là mưa lớn hơn hay gì thì em sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Rồi.
mưa lớn lắm mọi người, mới vừa tạnh luôn á. Nãy em đang cập nhật video đánh tan ở trong lò thiêu nên là em không có quay chỗ mộ của Năm được. Cái tan này là thiêu vừa ra mọi người. Bên trong thì nãy nghe nói mưa lớn lắm, to lắm, anh em cũng cũng di chuyển rồi, cũng đồ của Năm vô hết rồi. Có những vật nào mà dễ ướt như là nhang, là những cái gì mà ướt đó thì anh em đã di chuyển vô trong hết rồi. Mình thấy là mưa xuống nè, cây kiển đồ tốt ghê luôn. Tại hồi nãy nắng quá mọi người, không, cơn mưa này cũng tốt, mưa xong là tạnh đó, chứ không phải là mưa dai, mưa to mà tạnh, chứ không phải là mưa dai mưa dẫn mà mưa mà lâm râm, mưa mà dạng như là mưa theo kiểu mà bão bùng á, không phải mọi người, mưa theo cơn, theo áng mây. Giờ đã trời quang mây tạnh rồi mọi người. Mọi người xem mà cho em xin một like, một đăng ký ha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ở phía bên kia em thấy như là có như có khán giả ở biến mộ mọi người. Đó mọi người thấy không? Mọi người xem mà cho em xin một like, đăng ký quá wow, cái bồ câu. Chú Tiểu khen với mộ đang like tiếp đó em. À, khen còn like nha mọi người. Mà em thấy không? Trời nắng hồi nãy mà mưa xuống mát nha. Rất là mát luôn. Vậy luôn hả? Ướt đầu không? Nãy anh đến trong lò thiêu cho nên chạy ra không kịp. Anh cũng ướt sơ sơ nè. Anh nãy đâu rồi? Đi ra hả? À, chắc có lẽ thì em quay một vòng nữa em cũng xin kết thúc cái video mọi người ha. Quá mát luôn. Nãy nắng lắm mọi người, bây giờ rất là mát. Sau cơn mưa thì trời quang mây tạnh, khu vực này sẽ mát lạnh mà thôi. Hai chú kia lân là trấn giữ mộ cậu rồi người không à. Mưa xuống là mát mẻ luôn hai ông á, cười cái bỏ chạy luôn á. Nói chuyện kể cãi mà ông cười ông nghe lửa cái là bỏ chạy luôn á. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây nha mọi người. Mọi người xem thì cho em xin một like, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.